Em xin chào các bác. Thì hôm nay giới thiệu đến bác một cái nồi 1,5 lít nha, cao tầng áp suất. Thì đặc biệt là chức năng chính của nồi này là hầm. Hầm nên thì nó gọi là 3 in 1 đó. Nó vừa nấu cơm, vừa hầm, vừa ủ. Thì đây là một cái nồi gọi là rất là tiện lợi. Thì đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe. Đầu video thì mình xem video em đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em nha. Thì đây là IH nè, cao tầng nè, đặc biệt là nồi hầm mà cao tầng áp suất của hãng Yoroshi, sản xuất 2016. Thì hình thức cũng rất là đẹp, hàng em tiện nha các bác. Nè, điện áp 100V thì nó có cái này để nó hứng cái nước bọt nè, cho nên là nấu trong cái nồi này nó trong veo à. Mình hầm á, mình hầm mình ninh á, nó trong veo à, cái nước trong nồi nó trong veo à. Đây là cái điện áp 100, công suất 1210W. Thì hiện tại đang bán đổi điện 2000W, cái này cấp nách nhưng các bác, nó có cái tay cầm này chứ nó không có quay sách lên. Đó, thì em đang bán đổi điện 2000W giá là 550.000 đồng, đổi điện 3000W em bán 700. Thì nếu có nhu cầu thì kênh bóc liên hệ qua số điện thoại cho mình giúp em ship hàng này có cọc toàn quốc. Ngoại thất xong giờ mình vô nội thất ha, hình thức rất là đẹp, 1,5 lít dành cho gia đình 5 đến 7 người ăn. Nè, đây cái phần áp suất của nó nè các bác, kịch cộm luôn nè. Nè các bác thấy không, nè mình sẽ các bác coi nè. Nè, cái gon thì như chưa xài rồi, không có gì để mà nói chứ, mấy cái phần bên trong đây nè. Nè các đó, can sơ bang hả ha. Rồi dầu gắn vào bên em nè, nó có nhiều cái quan nè đó, mà khi đặc biệt hầm nha, hầm rất rất là ngon, nước trong khe luôn. Mà nó có hai chế độ hầm, chế độ thủ công, đây nó có cổng dây, các bác cái dây này dây hết nè, dây gời, thì nó cũng rất là tiện lợi. Thì khi các bác cắm đầu điện này vào cái ổ cắm của mình, thì còn cái đầu này thì mình cắm vào cái nồi, thì khi mà mình rút chui thì mình lấy này ra thôi, khi mình xài mình cắm vô, nó tránh được cái trường hợp cắm nhầm điện như các bác đó, rất là ok không. Bây giờ em để cái đây, em giới thiệu cái nội thất xong cái em sẽ cắm điện vào, em sẽ là hướng dẫn các bác sử dụng đó. Đây vào bên trong bên em, đặc biệt cái lòng nồi là lòng nồi inox, được một cái em thích như thế này. Rồi các bác nấu mà những cái lòng nồi mà cơm điện Nhật thông thường thì nó sẽ có chống dính đúng không. Rồi các bác sợ chóc sợ bong, riêng cái nồi này mình xài vô tư cho em, không sợ chóc sợ bong gì hết. 1,5 lít nha, 1,5 lít có hai cái tay cầm chống cho em chống nóng. Thì về mình nấu cơm được là mình hầm rồi nè, hầm là chính nha. Đó nè các bác, rất là ok nha. Đó mới tinh xà beng hà, không có gì trơn, để nói hàng đấu giá hàng tiện của em mà. Đó thì cũng có một số chày xước là do cái thời gian người ta xài rồi, còn nhưng mà hàng nó đã đi như được như vậy, nó đẹp như vậy thì nó gọi là rất là quý hiếm nè. Cao tầng nè, đó áp suất nè, đó rất là ok nha. Ngoại thất nội thất thì nó chỉ vậy thôi, bây giờ tới phần cắm điện và hướng dẫn các bác xài thôi. Đó một dàn tổng thể nào cũng qua như các bác vậy thôi nè. Còn muốn đẹp sao nữa, đẹp nữa thì mua hàng mới các bác. Em nói thiệt, mình mua hàng cũ thì cái giá tiền mình bỏ ra nó ít hơn cái hàng mới, nhưng nên là như vậy thì nó quá quý rồi. Cắm điện vào hướng dẫn các bác xài rồi báo giá, giá cả sẽ luôn công khai. Rồi các bác em cắm điện vào rồi nè, đó em cắm điện vào rồi, nó sẽ có giao diện thế này. Dứt tiền bấm vô đây để mình chỉnh nè. Thì hiện tại này là hầm nè, cái này là nấu cơm nè, cái này là nấu gạo lứt nè, đó cái này là nấu cháo nè. Mình trở về cái đầu tiên là nấu cơm cho em, nấu cơm, nấu vậy là nấu cơm thôi, đơn giản. Thì em bác sẽ có video hướng dẫn chi tiết cho các bác nữa. Tắt còn muốn ninh hầm, hai cái bước này đây, hai cái bước này là làm gì, một cái là cái thủ công đó, một cái là tự động. Tắt cho em, tự động là thế này, mình có thể chỉnh được nè. Đó cái mình hầm nhiệt độ 100 và trong vòng 15 phút, 20 phút, 30 phút gì đó mình chỉnh bấm nấu. Đó, 100, 200 đều mình chỉnh được hết. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết, em nói tóm tắt trên đây. Nấu, tắt và những cái nút hẹn chỉnh này kia, em sẽ có cái video hướng dẫn hết. Nhiều khi nấu của các bác gối, em nhiều khi mà nói nhiều quá em cũng còn gối nữa mà. Tại nhiều khi đây là cái mã của nó nè. Nó nhiều khi mỗi cái nó mỗi khác nhau. Đó, thì thành ra mình xài mình cũng phải có cái nghiên cứu. Thì sẽ có video hướng dẫn hết, thì nói chung là quay nhanh gọn lẹ thì do các bác coi nè, mẫu mã đâu nè đó đẹp đẽ như thế này. Thì cái giá nè, giá công khai cho các tình yêu nào nếu có nhu cầu, thì nếu có nhu cầu thì nên mua, rất là cần thiết luôn, tiện lợi. 3,5 triệu, 3.500.000 đồng, bảo hành 6 tháng, nhận hàng được kiểm tra thoải mái, mua hàng vui lòng chụp hình như thế này, chụp lại chụp như thế này lại gửi qua Zalo cho em 0919407501. Mua hàng vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, chuyển khoản đủ em bao ship, cọc không bao ship, chuyển khoản đủ bao ship, cọc không bao ship, bảo hành 6 tháng, nhận hàng được kiểm tra thoải mái, tránh trường hợp cắm nhầm điện. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại, chân thành cảm ơn.